Xin chào bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà trị sán bằng NTPO của bạn. Đây bạn, như trong hồ này là của mình có mấy con sán nè, các bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy má, nó nhìn nó rất là tỏm, rất là ghê luôn bạn. Má nó vào nhúc nè. Đây, đây những con sán đây. Đó. Nó rất là ghê luôn, nó bò, ghê lắm. Nè bạn thấy không? Đó, nó bò nè. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ trước cái nguyên nhân sán này nó lây lan như thế nào nha bạn. Thì sán này á, thì do hồi nãy mình có vớt cá ở ngoài trời các bạn, thì nó bị dướng mấy con này nè bạn. Thì nguyên nhân nguồn gốc á là cái sán này là nó có trong những cái thức ăn tươi, thực phẩm tươi các bạn, ví dụ như trong trùng chỉ, long quăng, bo đó, những cái thứ mà các bạn mua ngoài tiệm cá về á, các bạn xử lý nó không có sạch lắm các bạn, thì nó sẽ phát sinh là những con sán này đó. Mới lúc đầu nó không có đâu bạn, nhưng mấy con này mình thấy là nó sinh sản với tốc độ rất là ghê luôn bạn. Sinh sản với tốc độ rất là nhanh, rất là khủng khiếp luôn. Nên khi phát hiện ra các bạn phải trị liền nha bạn nha. Đó. Thì hồi nãy mình có cho vô thì mình thấy nó sáng rất là nhiều. Và lập tức là mình đã đánh antibio vô bạn. Thì khi mà mình đánh á, dùng antibio á, mình đánh vô một xíu mấy con sáng này nè, nó sẽ chết hết luôn. Bắt đầu các bạn thấy nó đơ nè bạn. Nó đơ á. Không biết quay trên nhìn thấy rõ không bạn. Nè bạn, đó, cá nó không có ăn đâu nha. Đó, mà mấy đặc biệt là cá mà tình trạng mà bị sán á, nó sẽ bị tóp bụng ốm từ từ và nó chết. Đó, và nó chết luôn, chết con cá của bạn nha bạn. Nên cái cách tốt nhất á, khi các bạn mua cá ngoài tiệm về á, mình nên hoặc là mua đồ ăn ngoài tiệm về mình xin xử lý cho nó kỹ. Xử lý nó kỹ ha bạn. Nếu mà các bạn có mua bo hay trùng chỉ về á, thì mình nên kiểu sao ta? Kiểu mà xử lý nó trong antibio hoặc là xử lý kỹ những cái thực phẩm đó để cho nó tránh cái trường hợp bị sán nha. Nhưng mà tốt nhất á, thì mình cho nó sử dụng bằng Atomia các bạn. Mình dùng Atomia thì nó sẽ đỡ bị cái trường hợp này hơn, hoặc là chăn cám đó. Thì mình sử dụng antibio để mình trị các bạn. Antibio là cái này nè, antibio thì mình đánh là 1 ml cho một lít nước. Mình đánh tới khi nào mà một chút nữa bạn thì nó chết hết thì mình sẽ hút cái nước ra bạn. Tại vì sáng nó chết thì nó sẽ nằm ở dưới đáy này nè. Nó sẽ nằm ở dưới đáy. Đó thì mình sẽ hút cái đáy ra. Đó bạn, như con này nó chết nó nằm dưới đáy nè. Hơi mờ ha. Nó nằm đây nè bạn. Nằm đây nè. Là mình sẽ hút hết cái lớp đáy này ra, mình sẽ thay cái nước này. Đó. Các bạn thấy nó bò rất là hi gớm luôn các bạn. Rất là hi gớm luôn đó nha. Đó, và nó sẽ ký sinh trùng con cá, làm con cá bị bệnh, chết. Đó, nó hút thức ăn, chất dinh dưỡng của con cá nữa bạn. Đó. Thì các bạn thấy con ốc đó không? Cái con ốc này đã bị nhiễm sán rồi. Thì mình phải nên bỏ con ốc này luôn, không nên bỏ vô hồ khác để tránh lây nhiễm sán này qua hồ khác. Đó. Thì từ từ mấy con này mình sử dụng antibio mình đánh vô là nó sẽ chết hết rồi bạn. Chết hết. Chết hết luôn. Đảm bảo mình đã đánh rất là nhiều lần rồi. Thì mình đánh nặng lắm, mình đánh 1 ml cho 1 lít nước luôn. Mình đánh chút chết hết thì mình thay nước. Đó. Thì thường thường mấy bạn mua cái antibio á thì nó có cho cái cây này nè, nó có cho cái cây này nè. Cái cây này nè, mình hút. Nó có phân heo dập nè bạn. Phân heo dập ở đây để mình mở đèn lên cho nó sáng nha. Mở đèn lên. Đây nè bạn. Nó có phân heo dập ml. Đó thì mình cứ bơm đúng ml với đúng lít nước là được. Thì cái cách đánh là cách đánh của mình nè. Đó, còn các bạn thấy đánh sao hợp lý thì mình có thể dùng ha. Thì cái hồ này mình nuôi mấy con cá thủy sinh các bạn, chung với mấy con sọc ngựa bạn. Đó, nhưng mà khi hồi nãy mình cho mấy con này ở ngoài vô thì mình thấy nó có bị nhiễm sán. Đó, thì đặc biệt các bạn nào nuôi cá mà cho ăn hứa hàng tươi thì cái này nó rất là khó tránh nha bạn. Đó, để phòng tránh thì mình nên cho ăn thức ăn tươi hoặc là Atomia các bạn ấp ra. Còn nếu trường hợp mà bị giống như vậy thì các bạn có thể dùng antibio để trị giống như mình nào bạn ha. Đó, tụi nó mấy con sán là từ từ nó chết, nó nằm dưới nè. Đó, bạn thấy cái trắng trắng không? Cái đốm trắng á. Đó, trắng á là nó chết đó bạn. Nó chết là nó sẽ nằm hết ở dưới luôn nha bạn nha. Đó, còn nếu mà các bạn có thể dùng cái khác, cách khác để trị sán giống như Fukaka thì bánh một viên cho khoảng hơn, mình nghĩ là chắc khoảng tới 500 lít nước luôn các bạn. 500 lít nước, đó. Chỉ bằng Fukaka ha bạn ha. Còn mình thì mình quýnh bằng antibio rồi mình giết tụi nó. Còn mấy con ký sinh ở trong thì mình sẽ đánh sao. Đó, để giết hết tụi nó luôn. Hai bạn, thì mình chia sẻ cái video cách trị sán bằng antibio đơn giản á. Như vậy á, thì bạn nào mà nếu mà hồ có bị sán á thì mình nên dùng thử. Tại vì nếu mà các bạn nuôi top view á, nuôi trên thùng xốp hay nuôi trên khay nhựa hay là nuôi trên những cái
cái chậu á, mình nhìn trên dưới mấy con sáng này rất rất là nhuyễn mà nó nhuyễn lắm nên rất là khó thấy luôn, rất là khó thấy những con sáng này đó. Chỉ có cái mà bỏ hộp kiến mà là các bạn dùng đèn pin á, bạn chiếu vô, thì bạn mới thấy những con sáng này thôi, chứ là nhìn mà kiểu mà nhìn sơ qua sẽ không có thấy mấy con sáng này đâu, mà nó nhỏ xíu mà bạn, nó bò nhúc á, mà nó đẻ tốc độ kinh hồn lắm bạn ơi đó. Nên mình đã đánh vô mình chị các bạn, nó cái biểu hiện nè, ví dụ như bị sáng nè bạn, mọi thấy con quỷ này không? Đó, ôm nhách nè. Đó, nó sẽ bị ốm từ từ là vậy bạn, là từ nó chết queo luôn. Nó chết luôn bạn. Đó. Rồi thì bạn nào thấy ok thì có thể làm thử ha bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha bạn nha.